Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng gặp nhau trong thời lượng của kênh Thời sự TV. Bé gái 13 tuổi nghi lọt qua cửa thông gió, rơi từ tầng 28 chung cư xuống đất. Ngày mùng 3 tháng 1, công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ một bé gái rơi từ căn hộ ở tầng 28 chung cư xuống đất. Theo đó, khoảng 21 giờ cùng ngày, người dân đang đi lại dưới khuôn viên sân của chung cư Palm Heights, phường An Phú, thành phố Thủ Đức thì nghe tiếng hét lớn trên cao và sau đó là một bé gái rơi xuống đất. Khi người dân chạy lại kiểm tra thì phát hiện bé gái đã tử vong. Nhận được thông tin, Công an Phường An Phú và Công an thành phố Thủ Đức đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Danh tính nạn nhân được xác định là em DTMV, sinh năm 2009, ngụ tầng 28 của trung cư. Được biết em V sống với mẹ ở căn hộ nói trên, thời điểm xảy ra vụ việc, người mẹ đang đi tập thể dục. Bước đầu nhận định có khả năng MV nằm trên giường, sau đó bị lọt qua cửa thông gió ngay bên cạnh giường rồi rơi xuống đất. Tới 1 giờ sáng, công tác khám nghiệm mới hoàn tất, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác bệnh viện. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa yêu cầu Bộ trưởng Y tế chỉ đạo ra soát cập nhật thường xuyên để kịp thời có giải pháp phù hợp bảo đảm số lượng vaccine đủ tiêm cho các lứa tuổi. Và sau khi các cấp có thẩm quyền phê duyệt, Thủ tướng và Bộ Y tế sẽ tiến hành ngay các thủ tục cần thiết để mua vaccine cho trẻ em từ 5 cho đến 11 tuổi. Theo đó, ngành y tế cần họp với những chuyên gia, phối hợp lực lượng quân đội để thúc đẩy mạnh mẽ quyết liệt hơn nữa việc tiêm vaccine, bảo đảm an toàn, khoa học hiệu quả. Bộ trưởng Bộ Y tế báo cáo cụ thể việc tiêm và nhận trong tháng 1 năm 2022, kế hoạch bảo đảm đủ tiêm vaccine để tiêm cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên, để hoàn thành mũi 3 trong quý 1 của năm nay. Và từ tháng 3 cho đến hết ngày 28 tháng 12 năm 2021, Việt Nam đã tiếp nhận 188,5 triệu liều vaccine phòng COVID-19, trong đó 175,1 triệu liều đã được phân bổ và còn khoảng 13,4 triệu liều mới tiếp nhận đang tiến hành các thủ tục để kiểm định chất lượng xuất xưởng. Theo cập nhật tại Cổng Thông tin Tiêm chủng Vaccine, tối ngày 31 tháng 12 năm 2021, cả nước đã tiêm gần 151 triệu liều vaccine. Hiện cùng với mục tiêu tiêm phủ vaccine mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên, Việt Nam đang đẩy mạnh tiêm mũi 3 và hoàn thành tiêm cho người từ 12 đến 18 tuổi. Thưa quý vị và các bạn, cứ vào cuối năm, thanh long lại có giá cao nhất bởi đây là thời điểm trái vụ. Tuy nhiên năm nay, việc tiêu thụ mặt hàng này đang gặp rất nhiều những khó khăn. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Long An cho biết, người dân trồng thanh long tại Long An rất mong vào thời điểm này bởi trái vụ quả thanh long có trái cao nhất. Trước khi có thông tin Trung Quốc tạm dừng nhập khẩu thanh long, hầu hết các thương lái cam kết mua thanh long của người dân với giá 22.000 đồng một kg, đủ để người dân thu về lợi nhuận và chi phí sản xuất cả năm. Từ khi có thông tin Trung Quốc tạm dừng nhập khẩu thanh long, đồng loạt các kho thanh long trên địa bàn tỉnh Long An đã tạm dừng thu nhận hàng. Hiện nay địa phương có khoảng 10.000 ha diện tích trồng thanh long với sản lượng khoảng 20.000 tấn, qua giả soát, Long An hiện có 117 kho thanh long trên địa bàn tỉnh, trong đó có 100 kho đông lạnh với tổng công suất là 5.400 tấn. Tuy nhiên, lượng tồn hiện nay đã gần 3.000 tấn, chỉ còn sức chứa 2.400 tấn. Tương tự tại Bình Thuận, giá hiện tại chỉ từ 7.000 đến 8.000 đồng một kg với thanh long loại 1, hàng loại 2, loại 3 không có ai mua. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông Tôn, hiện thanh long rất khó xuất khẩu. Thời gian tới, Bộ này sẽ tiếp tục làm việc với các đơn vị để sớm tháo gỡ. Một phương án có thể tính đến là kết nối với các đơn vị chế biến, đồng thời đề nghị các doanh nghiệp cũng cần có trách nhiệm, cần nắm thông tin từ phía nước bạn. Sau khi Trung Quốc tạm dừng nhập khẩu hàng trái cây và các xe chở hàng container phải quay đầu bán tháo khoán ở nội địa, tỉnh Lạng Sơn cũng triển khai nhiều biện pháp để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm theo các ngành chức năng, tính đến hết ngày 31 tháng 12, tổng lượng xe tồn tại tỉnh Lạng Sơn còn khoảng gần 3.000 xe, trong đó xe hoa quả xuất khẩu là gần 1.900 xe. Với năng lực thông quan như hiện nay, để có thể đưa hết số xe tồn tại các cửa khẩu sang biên giới thì cần khoảng 40 ngày. Các xe trái cây, đặc biệt là quả thanh long phải rời biên giới, di chuyển về phía thành phố Lạng Sơn và các tỉnh miền xuôi tiêu thụ với giá rất thấp, 20.000 đồng trên một quả mít thanh long và 5.000 đồng trên 1 kg. Dọc quốc lộ 1A thuộc địa bàn Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn, các xe container đã giữa hàng bán với lời kêu gọi giải cứu nông sản. Người dân tại các địa phương, các ngành chức năng, tổ chức trên địa bàn Lạng Sơn hưởng ứng trợ giúp người lái xe đường dài, chở trái cây xuất khẩu đang ồn tắc. Hai ngày qua, các sản thương mại điện tử đã hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản tiêu thụ được hơn 200 tấn nông sản, trong đó chủ yếu là thanh long, dưa hấu và xoài. Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2021 cho đến nay, giá vật tư nông nghiệp không ngừng tăng cao và các loại phân bón tăng từ 2 cho đến 3 lần và các loại thuốc bảo vệ thực vật cũng tăng khoảng 20% so với cùng kỳ của năm 2020, khiến cho chi phí sản xuất tăng lên. Vì vậy hiện nay bà con nông dân đang tìm nhiều cách để thích ứng, bảo đảm lợi nhuận trước khi chờ các chính sách, chương trình bình ổn. Khi nhận của phóng viên VTC tại Nghệ An. giá phân bón lên quá cao. Thế nên với hơn 3 mẫu đất trồng cây ăn quả của gia đình ông Nguyễn Văn Đức, nếu bón bằng phân hóa học thì nguy cơ thua lỗ rất cao. Nên ông đã linh hoạt bón thay thế bằng phân vi sinh tự làm. Ở trong xóm Tân Xuân này có 20 hồ làm cám thì cũng là đăng ký để ủ phân vi sinh. Thì tỉnh Minh Quân là 20, 20 tận một hồ. Thì trong cái phân đó thì nội chúng là đờ được cái phân tiết kiệm cho gia đình để đi mua phân chuông. Yeah, phân bón vi sinh tốt hơn so với các phân bình thường. Theo lần điều chỉnh giá mới nhất, hiện giá phân bón đã tăng từ 8 đến 70% so với cùng kỳ năm 2020. Để thích ứng tốt nhất với bối cảnh hiện nay, người nông dân đã hạn chế sử dụng phân bón hóa học, tăng cường sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ từ nguồn nguyên liệu sẵn có như các loại phụ phẩm trồng trọt, chất thải chăn nuôi, rác thải sinh hoạt trộn lẫn với men vi sinh cái giá phân bón nó à, tăng đột biến à, thì bản thân là à, vừa tận dụng cái phân chuồng à, để xử lý à, để làm cái kia phân à, à, vi sinh à, để trồng những các loại rau à, rau màu và sắp tới thì à, sẽ trồng cái dưa lưới tỉnh an sở nông nghiệp đã ban hành đề án hữu cơ và hiện nay các cái mô hình cũng như là các cái công tác truyền thông tuyên truyền thì cũng định hướng cho bà con tức là chúng ta phải tận dụng tối đa các cái chất thải nông nghiệp để đưa vào cho cái phục vụ cho tái tạo cái sản xuất nông nghiệp. Cái thứ hai là thay đổi cái tập quán sử dụng uh, thuốc phân là bừa bãi tức là tiền theo kinh nghiệm mà chuyển sang hạch chọn đầu vào đầu ra để từ đó cấn đổi được cái đầu vào đầu ra và uh, đưa cái nền nông nghiệp là của bà con là ngày càng có cái hiệu quả hơn. Ngoài việc sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh, nhiều hộ còn sử dụng ớt, gừng, tỏi để tự chế thuốc trừ sâu sinh học, phun cho các loại cây trồng, tiết kiệm được 60 đến 70% chi phí phòng trừ sâu bệnh. Qua đó, không chỉ giảm chi phí sản xuất mà còn giúp cải tạo đất, bảo vệ môi trường, hướng đến việc sản xuất nền nông nghiệp hữu cơ an toàn. Thưa quý vị và các bạn, thị trường bất động sản nhà ở kỳ vọng được phục hồi từ năm 2022 và có sự chuyển động gia tăng nhờ một số yếu tố. Tác động tích cực chính là nguồn nhu cầu được thúc đẩy mạnh mẽ bởi thị trường phục hồi trên diện rộng trong năm và cùng với đó lãi suất vay mua nhà thấp sẽ giúp cho củng cố quyết định mua nhà. Đặc biệt là nguồn cung mới sẽ phục hồi ấn tượng nhờ nới lỏng pháp lý và bước chuyển động của thị trường bất động sản năm 2022 vẫn được các nhà đầu tư hồi hộp dự báo những yếu tố tạo xung lực phát triển mạnh nhất đến thị trường bất động sản của năm 2021 và năm 2022 chính là việc nút thắt trong chính sách đang dần được gỡ bỏ, sức chịu đựng và khả năng phục hồi kinh tế trong bối cảnh dịch Covid-19, dòng vốn FDI và lãi suất giảm. Do đó, đây sẽ là một động lực quan trọng để đưa bất động sản chuyển động nhanh, thanh điểm sáng của năm 2022, nhất là khi có nhiều chính sách tích cực để giải ngân cho các dự án cơ sở hạ tầng được đẩy mạnh. Trên thực tế, thị trường bất động sản Việt Nam vẫn có nhiều lợi thế khi thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư cả nội lẫn ngoại. Theo nhiều chuyên gia dự báo, nửa cuối năm 2022, thị trường sẽ sôi động hơn, nguồn cung mới và thanh khoản có thể tăng trưởng có chọn lọc. Những dự án có hạ tầng tốt, pháp lý đầy đủ, vị trí thuận lợi thì lượng tiêu thụ tích cực tăng hơn năm trước nhưng cũng sẽ không có suất bất động sản trong năm 2022. Tuy nhiên, nếu dịch bệnh diễn biến phức tạp, kịch bản của thị trường bất động sản có thể rơi vào trạng thái trầm lắng như từ tháng 6 đến tháng 9 của năm 2021. Nhà đầu tư sẽ giữ tâm lý thận trọng, chờ đợi quan sát thị trường.